trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình Tài Tử Kim Anh hát thể điệu Long Ngâm Nhớ Ơn Tổ Nghiệp, viết lời Võ Hồng Quang. Trước tôi định
Chương trình được tiếp nối với tiếng hát của tài tử Ngọc Của qua thể điệu Tứ Đại Quán lớp hồi thủ, Nỗi Lòng Của Mẹ. Ngọn gió đầu thu mẹ lắng tai nghe mà tưởng tiếng các con Thank you.
Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tài tử Hoàng Úc thể hiện thể điệu Tiểu Khúc Tri Ân Tổ Sư, soạn lời Nhị Tấn. Hãy
Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ hôm nay được liên tục với tiếng hát của tài tử Kim Anh qua thể điệu dòng cổ nhịp 32, Bình Dương một nỗi nhớ. Soạn lời Vua Long Vĩ. Hãy subscribe.
phần buồn nỗi nhớ anh. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Ái chào tạm biệt. Ái chào tạm biệt. Ái chào tạm biệt.